Brazil, Serbia, phô trương sức mạnh Hàng công toàn sao của Brazil có cơ hội để thị uy sức mạnh ở lượt tra quân bản dơ World Cup 2022 gặp Serbia hôm nay. Brazil đến Qatar với tư cách là đội tuyển duy nhất vượt qua vòng loại để góp mặt tại mọi kỳ World Cup kể từ lần đầu tổ chức năm 1930. Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022, khu vực Nam Mỹ... Thầy trò TT cũng lập kỷ lục khi đạt 45 điểm từ 14 chiến thắng và 3 trận hòa. Brazil thậm chí có thể giành nhiều điểm hơn nếu không từ chối đá bù trận gặp Argentina. Không chỉ vòng loại, Brazil hiếm khi gặp khó khăn ở vòng bảng World Cup trong 20 năm qua. Đại diện Nam Mỹ bất bại trong 15 trận vòng bảng gần nhất kể từ trận thua Na Uy 1-2 tại Pháp 1998. Ở giải này, Brazil vào chung kết nhưng thua chủ nhà Pháp 0-3. Khi tiền đạo chủ lực Ronaldo lên cơn động kinh bí ẩn trước trận. Brazil đang đạt phong độ cao với chuỗi 15 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có 7 trận gần nhất toàn thắng với tổng tỷ số 26-2. Xa hơn, họ thắng 37 trong số 50 trận kể từ trận thua Bỉ ở tứ kết World Cup 2018. Trong thời gian đó, Brazil chỉ thu một trận chính thức, thất bại không một trước kình địch Argentina ở chung kết Copa America 2021. Vì thế, Selecao bước vào World Cup 2022 với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA và là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch theo các nhà cái. Nhưng đồng thời, áp lực cũng đang gia tăng khi họ được kỳ vọng giành chức vô địch World Cup thứ 6 bằng đội hình đầy tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm. 16 trong 26 tuyển thủ được huấn luyện viên Tite đem sang Qatar mới lần đầu tiên dự một kỳ World Cup. Hàng công Brazil được đánh giá mạnh nhất World Cup 2022 với loạt sao đang tung hoành ở châu Âu như Neymar, Vinicius, Rafinha, Gabriel Jesus, Richard Lisson, dù Tite đã gạch tên một số tên tuổi như Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, Mather Cunha hay Philippe Coutinho. Tite gọi tới 9 tiền đạo, nhưng không vì thế mà đội hình Brazil thiếu cân bằng. Hàng thủ đại diện Nam Mỹ có Alisson, Ederson. Marquinhos hay đội trưởng Thiago Silva. Tuyến giữa Brazil cũng được đánh giá cao với những ngôi sao đang đá tại ngoại hạng Anh, gồm Fred, Casemiro, Man Utd, Fabinho, Liverpool, Bruno Guimaraes, Newcastle, hay Lucas Pate, West Ham. Đối thủ đầu tiên của Brazil, Serbia, không hề dễ chơi đội tuyển có biệt danh The Eagles, hiện xếp thứ 25 FIFA, gây ấn tượng mạnh ở vòng loại với thành tích bất bại, gồm trận hạ màn thắng Bồ Đào Nha 2, một để giành suất trực tiếp tới Qatar. Sau đó, đoàn quân dưới trướng Dragan Stokovic giành quyền thăng hạng lên nhóm A của UEFA này League, khi thắng 4 và hòa 1 qua 6 trận. Tính trong 16 trận gần nhất, Serbia chỉ thu một, thất bại không, một trước Na Uy tại Nations League hồi tháng 6. Serbia cũng sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá như Philip Kosic, Dusan Vlahovic, Juventus, Alessandra Mitrovic, Fulham, Dusan Tadic, Ajax, Luka Jovic, Fiorentina, hay Sergei Milinkovic-Savic, Lazio. Vấn đề với Serbia là truyền thống thi đấu tệ tại World Cup, khi thua 7 trong số 9 trận và bị loại từ vòng bảng trong 3 lần góp mặt. Tính trong các đội tuyển châu Âu, Thành tích của CBA chỉ kém một so với kỷ lục tám thất bại không mong muốn của áo. Đội hình xuất phát dự kiến. Brazil, Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Sandro, Casemiro, Pate, Rafinha, Neymar. Vinicius, Richarlison. CBA, V Milinkovic Savic, Milenkovic, S Mitrovic, Pavovic, Djkovic, Gudel, S Milinkovic Savic, Kosic, Tadic. Vừa là viết, vô viết